Tiếp theo đến câu hỏi tiếp theo ạ. Rồi, Xin ông mời cả Tinh, nhà. Hoàng Tinh ạ. Xin cảm ơn tất cả các thủ Đây lĩnh. Hoàng Tinh. Cảm ơn Hoàng Tình ạ. Xin mời Tình ạ. Bà chị Hoàng Vâng. Tình. Xin chào thủ lĩnh Hà Thủy, chào tất cả các anh chị trong Zoom. Em muốn mời chị Hà Thủy mời hộ em anh Mồ Thanh ạ. Anh ấy muốn hỏi về bệnh chạy thận cho vợ anh ạ. Anh Anh Mồ Thanh đang trên Zoom ấy chị ạ. Mồ Thìn Thanh ạ. Mồ Thanh ạ. xin Vâng. mời anh Mồ Thanh. Anh Mồ Thanh ở thị trường nào nhỉ? Bạn Thị tính trường Hà Giang ạ. Ở thị trường Hà Giang ạ. Em ở thị trường Hà Giang. xin mời anh Mồ Thanh ở thị trường Hà Giang có thể bật mic lên để đặt câu hỏi cho mình đúng không Hello. ạ? Vâng, anh bật được mic rồi. Vâng, em xin mời anh đặt câu hỏi ạ. Vâng, xin hỏi vợ anh ấy là bây giờ đang chạy thận. Đang chạy thận thì đang chạy thận được 2 tháng nay rồi. Thì với cân bệnh đấy thì huyết áp cao với là chạy đang thận, thận suy thận đấy. Vâng, thì xin hỏi là mình muốn dùng cái sản phẩm của mình ấy chữa trị ấy. Xin hỏi này có thuốc gì chữa trị không nhỉ? Vâng, em xin cảm ơn câu hỏi của anh Thanh. Đầu tiên thì em xin trả lời anh như thế này. Cái vấn đề về thận, suy thận cũng như là đang chạy thận thì cái căn bệnh là suy thận và bao nhiêu ý là các khách hàng ở trên Zoom của chúng ta ấy, cũng như là ai biết đến CVD ấy cũng đã có kết quả về về thận rồi, nhưng mà tuy nhiên chúng ta không thể nào coi cái sản phẩm này không phải sản phẩm bên em là sản phẩm điều trị đấy. Thế nên là anh đặt ra câu hỏi là có sản phẩm nào có cái thuốc nào chữa trị thì không có. Có thuốc ở đây là không phải là thuốc, nó chỉ là sản phẩm thảo dược hỗ trợ và cải thiện được vấn đề về về vấn đề về sức khỏe thôi. Thế còn chữa trị thì không thể nào không không thể coi đây là thuốc chữa trị được, và có cũng đã có kết quả về về vấn đề về thận rồi. Tuy nhiên là cái vấn đề mà đã suy thận mà phải đang phải phụ thuộc vào và là đi đi chạy thận rồi ấy thì mình không thể nào mà không không bỏ qua Tây y được, mình vẫn phải bám sát bên Tây y anh nhé. Còn sản phẩm bên tuy nhiên là sản phẩm bên này cũng đã có nhiều người là dùng có kết quả rồi, thì sau đây để có cái niềm tin cho anh cũng như là anh muốn biết sâu về sản phẩm ấy thì xin mời cả nhà mình chúng ta ai đó chúng ta đã có kết quả về về thận về chạy thận nhé, đã dùng sản phẩm Siri đã có cải thiện thì xin mời cả nhà mình hãy bật mic lên hỗ trợ cho anh Thanh nếu mà Vâng. xin mời cả nhà mình ạ. Xin mời cả nhà mình ai có kết quả về về thận ạ. Đang ở dưới nhà cơ. Đây ở trên Vâng, em đang mời mọi người ở trên Zoom để hỗ trợ anh ạ. Anh bây giờ là anh chờ một chút để mọi người hỗ trợ anh cái câu hỏi của anh đặt ra đấy ạ. vâng. Vâng, em xin mời cả nhà mình ai đã dùng kết quả Siri bên mình đã có kết quả về về thận nhé, hỗ trợ cải thiện về thận rồi thì chúng ta hãy bật mic lên để hỗ trợ cho anh Thanh ạ. Chị Thủy ơi, chị Thủy gọi chị Miến đi, chị Miến có khách hàng đấy. Chị Miến có ở trên Zoom không ạ? Em mời chị Miến lên hỗ trợ cho em trường hợp về thận đúng chị Cao thì Hồng Miến không thấy có mặt trên Zoom. Ok, thế thì không có ai có kết quả thì xin mời để cho khách quan hơn ấy thì ngoài bản thân em thì em cũng làm trong chuyên môn ngành y, nhưng mà xin mời ai đó có bác sĩ nào đang còn ở có mặt trên Zoom không thì lên bật mic lên hỗ trợ cho anh Thanh trường hợp về thận đúng không ạ? Xin mời bác sĩ Nguyễn Luyến có mặt trên Zoom ạ. Có rất nhiều bác sĩ ạ. Trong hệ thống đội nhóm nhà mình thì có bác sĩ Tạ Tạ Hưng, em Hưng có ở trên Zoom không anh Thanh ơi, cái trường hợp về thận ấy thì em cũng đã nói với anh rồi, đã là chạy thận rồi thì chúng ta sẽ phải thứ nhất là không thể bỏ bên Tây y được, chúng ta vẫn phải thực hiện theo cái liệu trình bên chạy thận bên 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 bác sĩ Tây y. Nhưng bên sản phẩm bên mình là như em Mai Quỳnh vừa chia sẻ, có rất nhiều người có kết quả rồi. Tuy nhiên là cái vấn đề mà giai đoạn đầu có những khách hàng mà đi phải đi chạy thận 1 tuần 3 lần, 1 tuần 5 lần.
Nhưng khi uống sản phẩm Siri bên mình vào á, là họ sẽ giảm được cái tỷ lệ đi chạy thận. Ví dụ như là một tuần họ chỉ đi chạy khoảng 2 lần thôi. Đấy cũng là một cái kết quả hỗ trợ cho bản thân họ, đúng không? Thế thì ngày hôm nay anh đã biết đến cái sản phẩm này rồi, cũng như là nếu như mà anh quan tâm đến sức khỏe cho vợ anh thì anh hãy đón nhận sản phẩm bên này sớm để vợ anh có một cái kết quả sớm, cũng như là được trải nghiệm sản phẩm Siri bên em. Nếu như anh vẫn chưa có niềm tin lớn lắm thì có thể là kết nối với chị Kim Nhung ở đội nhóm của tuyến dưới của em ấy. Chị Kim Nhung làm hiện nay đang đang công tác tại sư 316 ấy, thì anh kết nối với chị ấy thì chị sẽ chia sẻ cho anh cái kết quả cụ thể hơn. Thì trên Zoom mình cũng cũng không có nhiều thời gian ấy, thì anh hãy bạn 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 gì nhỉ, bạn gì người dẫn đường nhỉ, vừa gần mic nhỉ, thì kết nối với chị Kim Nhung nhá, để cho anh Thanh gặp chị Kim Nhung sẽ có cái kết quả cụ thể hơn. Nhưng mà vẫn thế này, vẫn đi chạy suốt thì vẫn quá vất vả nhỉ. Đấy, anh ấy muốn hỏi cái này cơ. Nếu uống thuốc của mình ấy xong nó giảm dần đi thì được, nhưng mà vẫn chạy thế thì khác gì thế. Alo, vâng, anh ơi, em vừa mới nói với anh thôi. Có những người họ dùng sản phẩm bên mình trước khi họ dùng, hay là họ đi chạy một tuần 5 lần. Nhưng khi họ dùng và họ giảm đi mỗi một tuần họ chỉ chạy 2 lần thôi, thì đây là có kết quả rồi đúng không ạ? Có phải là em bảo là không có kết quả đâu? Có rất nhiều người có kết quả rồi, nhưng tuy nhiên em bảo là không thể nào mà tháng đầu tiên chúng ta bỏ bên Tây y được. Bởi vì cái chức năng thận nó rất là quan trọng, khi mà nó đã suy, nó đã hết cái giai đoạn mà khả năng của nó làm việc trong một tháng đấy, mà vợ anh ấy, cái sức khỏe của vợ anh ấy nó kém đi ấy, thì tuy nhiên anh vẫn phải đến để hỗ trợ cái thận đó, cái quả thận đó, để nó làm việc như bình thường. Thế nên là mình vẫn phải bám sát vào bên Tây y trong những tháng đầu tiên, sau đó anh dùng sản phẩm bên này kết hợp. Nếu như mà tháng thứ hai thứ ba nó có cái kết quả ấy, mà dần dần đi lên ấy, ví dụ như là bây giờ vợ anh đang chạy thận 3 lần đúng không, 3 lần một tuần 3 lần, thì anh dùng sản phẩm bên này tháng đầu tiên nó giảm xuống là tháng sau vợ anh chỉ đi chạy 2 lần thôi, thì đây là đang có kết quả rồi, đang có kết quả đi lên rất là nhiều. Thế và tiếp tục mình lại dùng thêm, và dùng thêm khoảng một vài tháng nữa, biết đâu đó nó lại giải quyết được vấn đề cho vợ anh là không phải đi chạy thận nữa, thì có phải là tuyệt vời không ạ? Đấy, Vâng. chứ không phải là anh ngay tháng đầu tiên anh đón nhận cái này mà anh dừng luôn chạy thận bên kia được đâu. Cũng như là cái kết quả của những người nào mà bị tan biến đột quỵ, họ đang phải uống thuốc tăng huyết áp hàng ngày, và cái bệnh tiểu đường ấy là cái bệnh mà bệnh mãn tính, là phải sống chung với lũ rồi. Ngày nào họ cũng phải uống thuốc, bệnh tim cũng vậy, ngày nào họ cũng phải uống thuốc, có thuốc bên cạnh. Thì ngay bây giờ vợ anh cũng thế, đã bản thân vợ anh là đang có vấn đề về cái thận đó, thì đã đến mức độ phải chạy thận rồi, thì anh đầu tiên anh vẫn phải là thực hiện theo cái y lệnh của bác sĩ đúng không ạ? Không thể nào mà nếu như mà mình làm trái ý thì đương nhiên là mình không không thực hiện theo theo đúng y lệnh thì mình sẽ dẫn đến cái hậu quả của mình thôi. Thế thì ở đây cũng thế, ở đây ở sản phẩm TV cũng vậy, chúng ta phải uống vào cơ thể của chúng ta để chúng ta cảm nhận theo thời gian, chứ không phải là uống ngay ngay ngày đầu tiên là chúng ta có thể là có kết quả luôn được. Vậy thì em rất là mong anh nghiêm túc tìm hiểu và đưa ra quyết định để anh đón nhận sản phẩm bên này, và cùng thực hiện theo cái y lệnh của bác sĩ bên bên Tây y kia, để cho vợ anh có một cái sức khỏe cũng như là có một cái kết quả như mong muốn. Vâng ạ, em nói như vậy thì anh đã có niềm tin cũng như là có câu hỏi gì thêm nữa không ạ? Vâng, em xin hỏi lại, mình đang chạy thế này, có uống thuốc kia, nó thuốc nam có ảnh hưởng với cái chỗ lọc máu ạ? Nếu như anh đang chạy thận thì vợ anh đang chạy thận đấy, và uống sản phẩm bên này kết hợp nhau được, bởi vì sản phẩm bên mình là nó không có không không có một cái tác dụng phụ cũng như là không chống chỉ định như bên Tây y đâu, và có rất nhiều người là có kết quả rồi, như lúc nãy bạn Mai Quỳnh ấy, thì họ vẫn vừa chạy thận và vừa uống cái sản phẩm bên mình, mà còn bên thuốc nam ấy, bên thực anh vừa nói là có uống thuốc nam được không ấy, thì em cái thuốc nam thì em không tìm hiểu sâu nên là em không biết đấy. Còn khi mà anh đã đón nhận sản phẩm bên này rồi thì anh theo em ấy thì anh chỉ nên dùng sản phẩm bên này và kết hợp đi chạy thận bên Tây y thôi.
như vậy thì nó sẽ rất là tốt. À. Vâng ạ, ok chưa? À, sao thế, xin cảm ơn nhé. Vâng, em cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều.